Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để có thể cứu được những người bị mắc kẹt sau trận động đất có độ lớn 7,6 ở tỉnh Ishikawa. Cập nhật tới sáng nay, ít nhất 57 người được xác nhận là đã thiệt mạng. Và chiều qua, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết là chưa có thông tin thương vong của người Việt trong trận động đất. Nhưng nhóm người Việt mà Đại sứ quán kết nối được đều an toàn. Trong đó thì hầu hết đã trở về nhà sau khi trải qua một đêm tại các điểm lánh nạn. Theo thông tin mới nhất do Tổ chức Phát triển Nhân lực Quốc tế Nhật Bản IM Japan cung cấp, toàn bộ thực tập sinh Việt Nam do tổ chức này tiếp nhận làm việc tại các tỉnh Toyama, Fukui và Ishikawa đều an toàn. Và sau động đất thì cơ quan khí tượng của Nhật Bản cũng cảnh báo là nguy cơ xảy ra nhiều dư chấn mạnh, đặc biệt là trong từ 2 đến 3 ngày tới. Người dân Nhật Bản được khuyến cáo là cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các rung chấn tiếp theo. Và về tình hình người Việt bị ảnh hưởng bởi động đất, chúng tôi đã kết nối với ông Nguyễn Đức Minh, công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để có thêm thông tin. Thưa ông ạ, thông tin mới nhất về tình hình người Việt tại Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi động đất cho tới lúc này là như thế nào? Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cung cấp cho chúng tôi, hiện chưa ghi nhận về thương vong của người Việt do động đất. Trong bối cảnh ảnh hưởng của trận động đất còn khá nặng nề, dư chấn sẽ còn tiếp diễn trong một số ngày tới. Đại sứ quán khuyến cáo tất cả các công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản thường xuyên theo dõi chặt chẽ các thông tin, các thông báo cập nhật, tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại, di chuyển tới các trạm lánh nạn được chính quyền địa phương chỉ định để được hỗ trợ. Hỗ trợ bao gồm cung cấp thức ăn, nước uống, giữ ấm, chỗ ngủ, sơ cứu và chăm sóc y tế. Và giới chức Nhật Bản cũng cảnh báo là sẽ xảy ra dư chấn trong ngày tiếp theo. Vậy thì Đại sứ quán đã triển khai những công tác gì để có thể bảo hộ công dân? Đại sứ quán chúng tôi đã yêu cầu các cơ quan chức năng, doanh nghiệp tiếp nhận lao động Việt Nam đảm bảo sơ tán người Việt lao động đến nơi an toàn và đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết cho công dân Việt Nam và có những hướng dẫn bằng tiếng Việt khi cần thiết. Đồng thời, Đại sứ quán sẽ cử nhóm công tác của Đại sứ quán đến khu vực bị ảnh hưởng, nhanh chóng, chủ động và tích cực nắm thông tin và lập tức đăng thông báo về tình hình và các đường dây nóng hỗ trợ bảo hộ công dân. Đồng thời, Đại sứ quán đã thành lập nhóm công tác đặc biệt để bám sát thông tin, nhất là thông tin liên quan đến an toàn của người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương bị ảnh hưởng, để thăm hỏi và kịp thời hỗ trợ cho công dân ta. Vâng, cảm ơn ông Minh. Và theo những thông tin mới nhất do Tổ chức Phát triển Nhân lực Quốc tế của Nhật Bản IM Japan cung cấp, thì hiện là toàn bộ thực tập sinh Việt Nam do tổ chức này tiếp nhận làm việc tại các tỉnh là Toyama, Fukui và Ishikawa cũng đều an toàn. Và công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản theo số điện thoại đang hiện trên màn hình.